rồi. Ốc ngộ nha, tao không ăn bồ viên, cũng ăn bồ cá mà chưa ăn bây giờ. Không không ăn bồ ghẹ ngon quá mẹ hả? Ừ, ghẹ ngon, ghẹ ngon quá trời. Được nè, bỏ nó vô, quay gì bỏ nó vô. Cái dĩa này đầy mày với qua bên đó đúng không? Rồi cho mày ở đây với tao. Rồi khi nào con? Chú lên chưa? Chú lên. Con thấy hai người túi đồ đó không? Nghe. Cái này là quà của chú Linh đó. Cái này của cô. Hả? No, bữa nay cô tới tiệm mẹ, cô cho một cái cho chú Linh, một cái cho Via nè đó. Của ba đâu? Của ba nào? Của ba mà. No, cô đem tới cho con, cô đưa cho mẹ, đưa cho chú Linh. It's a secret in there. Thôi con phải mở, con cảm ơn cô nha không? Yes, yes, phải kêu Via nè xuống nữa. Sao mực nè, con phải cảm ơn cô cho bà cho con mới vừa. Vina! Nó Vina nào ơi, có thùng quà. Vina! Bữa nay mình à, đại gia đình mình sẽ ngồi ăn uống. Để mà chút xíu nữa Mr. Đạt sẽ đưa cái Thanh đi ra sân bay. Đi du lịch một tuần. Đó, đi du lịch một tuần giờ mình phải ăn uống nè. Đi ngay cái ngày New Year luôn mới ghê. Đó, cái này là lẩu nè, mình mới đi pick up lẩu. Trời, cái này nè. Con kêu đi xong rồi. Con kêu đi nè chưa? Hey. Ok. Giờ mẹ đem cái này nè. Cái này của mẹ chút lên nha mẹ. Ok. Ba, có chị Thanh nè. Trời. Chị Thanh đi. Mẹ ơi, chú Linh này của chú Linh, bà cho chú Linh, bà cho đấy. Cái này của mẹ luôn. Hey, một cái này của Bia nè. Giờ mẹ đếm 1, 2, 3 nha. Mẹ đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3 vô. Xin chào ba mẹ, có chứ. Hôm nay con có thương mẹ. Sao có mẹ? Sao lấy sâu hả? Ai lấy sâu hả? Có đây. Ai lấy sâu hả? Trời. Uống chắc uống theo mọi lắm. Uống candy. Wow. Wow. Rồi. Đúng rồi, là thêm tí. Rồi cảm ơn bà đi. 1, 2, 3, cảm ơn. Thank you bà. Cảm ơn bà cho. Cho bà cho chút Linh nhớ Quy nè. Ôi, ôi. Vậy là cái chút này nè, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi con. Ờ, cảm ơn bà. Giỏi. Wow. Rồi. Wow. Ôi. Lấy chén, lấy đồ đi.
với ghi nè, tôi cho quà hoài luôn. Để bỏ tủ lạnh, bỏ tủ lạnh. Đổ hả? Mà khuyến bị kẹt, khuyến bị kẹt, khuyến bị tập bò. Con phép của con nó chảy nước thôi. Có nước hả? Có nấu lại. Quần lon xếp gà quăng vô rồi nè. Hả, xếp gà.
không biết. Hai chưa đều. Ừ, đổ vô cái nồi đi, đâm lên. Chú Linh giỏi, con thấy cô cho con quà quá trời luôn, thấy không? Con phải giỏi nha không? Con phải chào cô chú, xong con phải cảm ơn nữa. Làm lại nha, làm lại nha. Đúng rồi. 1, 2, 3, vô. Cảm ơn cô chú cho quà cho con. Con ơn chúc cô bà một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bánh trái, 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 bánh eat this on the screen. I'm gonna show this. I'm gonna show what you do. Wait. Con bóp mạnh quá rồi, thấy không? Đừng có giật mắt con. Mẹ đẻ tiền của mẹ xóa nhanh. Vô cầu tiêu không, bây giờ sợ không có chỗ ngồi, lúc nào cũng cầu tiêu cũng sẵn sàng. Rất là khoái đi sân bay. Hôm nay làm phiền. Lần sau anh mua vé máy bay, nhớ anh mua cái vé nó rẻ nhất để em ngồi đó em đợi, ok? Đấy. Em không có mai luôn á, em đợi 10 tiếng cũng được, nó em nằm em ngủ cũng được nữa. Thì coi ngủ rồi đó mà. Vui, nằm ngủ luôn cũng được nữa, không có cỡ gì hết trơn. Có một chuyến máy bay lúc nào nó cũng đợi 10 tiếng hết trơn á. Từ không vận về đó, từ Việt Nam về Mỹ á. Ừ. Đi qua bên miễn lẻ là được. Đi qua bên cái quốc gia đó đợi 10 tiếng bệnh xong rồi mới về tới Mỹ. Ồ, có đậu cá rồi hả? Thôi mọi đậu nè. Ờ, cái lẩu mua về người ta bán sẵn như đây không có chịu. Không có chịu. Không biết chịu. Ăn đậu cá bỏ vô đi cho tôi. Mày còn quay, mày còn quay cái không mẹ? Ừ. Sao đây nè. Này tôi bỏ vô. Bị khó nha anh. Rồi, vô. Đi nè. Bớt xong, bớt $20. Rồi, chưa? Nhiều của mày 10 đồng thôi. Chúng mình còn nhỏ mà cho nó nhiều quá. 10 đồng hả thôi. 10 đồng thôi. Xong rồi chừng nào làm tốt thì Thanh bonus thêm. Thấy không? Xong giá hỏi làm. Cái gì một ngày vậy hả? Ừ. Một ngày luôn hả? Ganh tị, ganh tị. Ganh tị hả? Như người. Ganh tị hả? Ganh tị hả? Một ngày nó cho con cá ăn có mấy đâu, có mấy cục không, không cá mèo. Cá là anh, cá anh. Ồ, gì cá mèo. Ồ, có hốt cứt mèo. Có hốt cứt mèo không? Hốt cứt mèo. Bữa tay nha con. Thấy chưa? Bữa sao bông đồng hoàng á. Công việc cao cả lắm. Ăn đi con. Dạ.
hút cứt mèo thôi, mà ngày 10 đồng bạc mình hút nó mỗi ngày không có đồng bạc nào hết. Hút mèo đó. Em nhớ là hả? Em nhớ là 20 mà chứ nó phải 10 đồng không? Giảm rồi. Giảm rồi. Giảm rồi. Ừ. Thôi 10 đồng thôi. Thôi mẹ mời. Rồi mời em. Mời cô, mời em Đạt, mời chị Tiến. Mời cả nhà. Happy New Year. Happy New Year. Giỏi chúc lên. Giỏi đi anh. Rồi xin chào tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mời anh chị cùng các bạn ăn New Year Eve, đúng không? New Year Eve cùng gia đình. Là lẩu không, sản. Cái này không thấy gọi New Year Eve nữa. Bữa nay là mình ăn mình để mình cho chị Thanh đi du lịch. Chúc mừng chị Thanh đi du lịch. Thầy Trương, thầy Trương đi du lịch. Một con đi du lịch hả? Đi du lịch 2-3 triệu luôn. Lấy đủ hàng, lấy đủ kia quá. Để nguyên năm cả nhà sẽ được đi du lịch. Dạ, bớt rửa chén đi. Con ăn đi, con ăn đi. Thôi ăn đuổi thầy đi. Dạ, cho cô. Mày hết đủ công rửa. Người ta đang hết đủ, mày thích vậy mày. Đủ rồi. Ủa vậy hả? Thôi lỡ rồi ăn mẹ. Để cái nào vui rồi ăn thôi. Mày quăng nguyên cái mâm đồ ảnh cho thằng Pha dùm tao cái. Cái này là con Pha đó. Nhiều không mẹ. Quăng vô, cắm đũa, đưa ra cắm đũa. Để bỏ cho lên hình đẹp. Để bỏ cho lên hình đẹp. Để bỏ cho tự ăn hết vô. Đó, đúng rồi, uống thảy qua đây là đúng nhất á. Cảm ơn cô. Dạ. Nè, đây nè, của anh nè. Đó, đó tiếp bôn nè. Ôi trời 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 trời. Để kể cho nghe. Bây giờ tao ém lắm. Nó lên hình đẹp. Để quay phim tao mới kể. Sáng thì đi chợ. Nó để nấu đồ biển cho Hoàng Khoa với Thanh. Cho nó lẹ. Thấy không? Đi vô mua ghẹ rồi. Mua nghiêu không xong hết rồi. Xong mới thấy cái con ốc giác bự đó Thanh. Mua giác bự á, thấy cũng ngon mấy không? Cái mua 4 con bự nè. Rồi nãy giờ tao mua đồ tao không giờ tao coi giá. Lúc đó tao mua 2 con lót tờ luôn rồi luôn. Trời mua gì dữ vậy? Mua hết trơn luôn. Xong mới tới phần ốc giác 4 con ổng cân xong 40 đồng. Từ diễn giờ là nó 40 đồng. Nó dữ vậy hả? Thôi không có hết trả. Còn 2 con lót tờ Thanh. Ờ 2 con lót tờ đâu? Một con ngàn ba lớn vậy nè. 2 con biết nhiêu không? Gần 35 đồng. Trả luôn. Mắc dữ vậy? Ôi, dạ luôn, dạ rồi nó mắc dữ không ha? Em nghĩ dạo này cái gì nó cũng lên giá chị ơi. Một thao đó chị tiếc bùa. Trời nó mắc, cho nên nói thôi. Mì nè, mì mua ghẹ là đủ rồi. Vậy là được rồi. Hey Vienna. Ghẹ ngon quá trời. Gì cơ? Yeah, anytime. Chúc mừng con ơi, con có với ba không? Mình có ghẹ với mình có tôm nha. Chín đâu? Nó đỏ. Anh thấy con tôm nó ngon. Tôm mà ngon lắm á, như nó cho nguyên hộp là có cái dĩa, cái khay, cái đồ biển này phải quăng qua đây chứ để lên đây là không có ai lấy đồ ăn á. Chính xác, bỏ mẹ. Đây nè, mẹ bỏ vô. Đó. Đưa đóng chén nhựa đây cho mẹ, bỏ lên nó rộng. Nè, bỏ mực, bỏ cá rồi vô. Tôi ghét cái muỗng này. Cái muỗng nó chỉ để ăn nó tiệm mà. Cái này để cho mẹ. Sao vậy? Vụ gì nữa vậy? Vụ gì hết rồi, chín rồi. Cái lẩu ghê á. Ngon á mẹ. Ừ. Không, cái nghêu này không biết mua ở đâu ha. Em cũng không biết nữa mà nhìn thấy cũng ngon. Ngon. Bình Nam hả con? Trời ơi, chỗ nào vậy, chỗ nào vậy? Đang nhũng nhẽo nha. Sao vậy? Đang nhũng nhẽo vậy. Để ghế ba ngồi, con ngồi đâu? Không ghế sao nữa. Thôi đây mình uống bia đi, như kiếp. Cái đồ chơi nó bể cái đồ chơi nó bể cho nên nó bị mù. Cái này là em uống qua mấy cái bia bữa kia uống có cả đông á chị ơi. Đưa hết rồi, bây giờ mình xe này nè. Vui nè, ôi uống bằng đá rồi chị. Bữa kia chị qua nhà chị Như em ngồi quất xà lan. Nghiệp cô ghê không? Đá thì bé chị mua cho đó. Cô là Florida đó. Dạ, cô bên Florida hả? Florida. Bữa bữa cái chị bữa kia. Bữa kia là Texas. Texas. Cô không? Đi lấy đi kia thì uống với đá. Dạ, cảm ơn chị. Ô, tao uống chai đỏ thôi. Chai đỏ hả? Chai nào? Đó, đó. Chai đỏ hả? Con đi con lấy. Uống cả uống bia hả? Không. Bia đi cho né. Cái này thì ngay rồi hả? Bia hả? Ừ. Trời nói thêm. Cô uống rượu quá nha. Uống rượu nho. Oh man, bữa kia em uống rượu nho với cô với chị Tiến. Cô vậy rồi dọc em ấy nha. Yeah. Chơi cái đó. Chịu không nổi. Em uống cái đó. Lâu lâu hứng
khô. Có cái gì dẫm kìa, có rượu gì vậy? Ôi. Ôi, đi máy bay mà. Ôi, mất con mày mối này nọ nữa chị. Dạ. Uống lon mà chơi thôi. Dạ. Khác nghe mùi kỳ lắm. Đúng rồi. Hồi kế nghe mùi á. Kỳ lắm. Bà không có khẩu trang đâu nghe đâu, bịt hai cái. Dạ. Bịt hai cái. Yêu xưa cho sợ phải bịt ba cái mới chơi mới chết. Cướp nha nó. Ba lấy cô đi ba. Đây đây nè, 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 thải nè. Có rồi chị. Cái trà bỏ qua nè, con đó. Dạ, dạ. Đấy, chỗ đó coi như là không thấy khoa nhưng mà khoa chồm vô là thấy. Dạ, em hiểu được. Dạ. Dạ. Cái kia của ổng. Cái đó của anh nó bệnh. Bia này giấu chai bia, giấu rượu cho đây con. Ây da. Không được rồi, dế rồi. À, chút nữa. 12 giờ đi hả Thanh? Ơi mấy tiếng rồi nó đi đi thoát rồi. 12 giờ bay. 5 giờ nó mới bay rồi. 5 giờ nó mới bay. Nhưng mà đi á giờ đó lượt ta thích ăn. Thì em ta thích ra ngoài ngồi chơi. Tức là đi ra ngoài tầm. Tức ra ngoài 5 tiếng đồng hồ sớm hả? Đúng rồi. Ok. Ok. Giờ ra ngoài đó. Sớm quá cũng chắc. Không, hình như giờ đó nó đóng cửa cà phê chưa? Đúng rồi, giờ ừ. Đó đâu có. Hai đóng cửa mở nha, mở. Không có cái gì mở. Không, không có cái gì mở hết trơn. Đó, tao đi lần rồi, tao thấy đóng cửa. Đúng rồi. Em đi nó mở kìa. Em đi mấy giờ? Starbucks luôn. Wow. Em đi khuya. Mấy giờ nó được? Đi khuya, thường đi khuya là cũng 11 giờ mấy, 12 giờ á. Tại vì đi ra ngoài sân bay này mở. Tùy theo cái khu. Tùy theo cái terminal. Mày khai trương du lịch đó nha Thanh, mày phải khai trương sao cho nó đắt nha Thanh. Đắt. Để nguyên năm cả nhà để đi nha. Chứ nó còn thấy hai chuyến rồi. Chui hỏi nó đi hai chuyến hả anh? Còn không, chuyến không, ba chuyến. Chuyến nào nữa bà? Bây giờ ba chuyến thế nào? Từ đây tới tháng 6 hoặc tháng 7 cũng lớn. Cũng phải lớn qua bển phải không? Đó, ba chuyến chưa? Sao sao không đưa anh mua với mấy bài giùm để anh ăn ké cái flight đằng sau đi cái nhà ba còn nhiều mà anh đẹp gọi là cái gì đó cái flight point đó hiểu không? Ồ yeah đúng rồi hả flight point đó nếu mà mình đi hoài mình phải sử dụng cái credit nào một cái rồi đừng có lock vô cái yes access mà mình phải create cái account. Thôi vô đi, Happy New Year Eve nè. Okay. Chúc may mắn nha Khoa. Dạ. Rồi, vô. Happy New Year. Đây đó nghe. Dạ. Gì quên rồi. Cái cô bên Florida, cô nói đi qua bển rồi gọi điện cho cô. Bên Florida. Cô ở gần Disney luôn. Yeah. Cô sáng cô tới tiệm luôn. Cô đưa số điện thoại luôn á. Wow, that's good. Cô nói đi qua bển đó. Ôi, ăn được chưa vậy? Được rồi, chín rồi, ăn đi. Chín rồi đó. Nghĩ được rồi đi. Để công chưa chín đâu, chín rồi. Chín rồi cô ơi, chín rồi. Chín rồi. Thế nó đỏ nhiều quá chín. Tôi chưa thấy sao nè, nó sao cũng bị nát à. Bị bệnh sôi. Mẹ bị bệnh cơ sống. Cái nồi quá nhỏ luôn. Đây con Nghiêu hở rồi, Nghiêu hở rồi. Nghiêu đây. Nghiêu nào hở vậy? Nghiêu đó hở thì được, còn cái Nghiêu này là nó hở bẩm sinh nha. Nghiêu hở. Không nhận con cá nữa. Thôi cá. Cá chín không bia nè, con chờ là lấy thịt đâu có ăn bia rồi. Thịt bên đây nè. Thịt bên đây nè. Mẹ nhúng thịt vô đi nó chín mà. Ngoài nhúng thịt. Ra bún nó hồi no không ăn gì hết. Đưa thịt cho nó hết luôn đi, không ăn thịt đâu. Ngoài nhúng thịt. Ủa, Miguel nó hấp dẫn chưa? Nhiều Việt Nam không? Nhiều nè, nhiều chín chín nè. Nhiều Thượng Hải. Rồi, thịt đó con bia nè. Này nhiều Thượng Hải nha. Một cái lỗ quá hấp dẫn. Sân bay nhiều bathroom lắm nên anh cứ yên tâm. Mình đi sớm rồi. Sáng thôi ăn gì không? Chịu tao dắt cho ăn nhưng mà đừng ăn cái gì có rau ở về giờ. Cuối cùng rau không. Trời mẹ đi máy bay rau có sao đâu. Cầu tiêu muôn trùng. Lâu gì. Vy, cô ăn, bò viên không? Chín rồi đó. Không, cái nhà hàng này nêm nước lèo cũng được chứ bộ Thanh. Không. Ủng hộ. Cái tội nghiệp đó, mùa dịch này là ủng hộ với nhau để có mà sống. Hai. Mấy cái này ở nhà mình đang trồng cũng còn nữa nha, không nó không chết. Cái này nè. Sao nó son nó mùa đông nó cũng. Dạ con. Sao con?
Thịt ăn không? Nữa nè, con ăn cơm không nè? Không ăn cơm. Bên này của con nè. Đây, múc không pha kìa. Thôi, để ăn từ từ. Trời ơi, con tôm càng nó ngon. Con muốn ba làm cái gì? Ừ, chả cá rồi. Nè. Đó, muốn ba làm cái gì cho con? Nè, đó. Đưa qua cho Vienna đi. Vienna không ăn cơm. Không ăn. Đó. Vienna nó chỉ ăn thịt bò nè, mẹ ra nè. Ăn tay con. Bỏ cái mu được đó nè. Rồi chín rồi, rồi dớt ra đi. Nó muốn phải làm. Nóng nha. Bỏ cái dĩa đi. Cái thịt thịt với thịt thịt. Thịt nhiều. Rồi thịt thịt cá. Ủa không, bò viên lộn. Không có nhảy xuống nhà, nhảy xuống nhà. Sao vậy? Mình bị chút mình ăn gì? Chút lên nước còn cái nuôi nào mà. Ngon, cái nước lèo ngon. Nước lèo ngon không Khoa ha? Hương tô kế bên Sài Gòn Sea Food. Biết sao ngon không? Chế thì nước lạnh vừa đó. Trời ơi. Đậm đà. Không, họ nêm đậm đà lắm. Được. Tự mình sợ ăn thiếu mình chế không có lạnh. Ủa cái này Sài Gòn Sea Food á chị? Cái bên. Cái bên. Tiệm mới. Tiệm mới ủng hộ anh. Hồi xưa nó hình như là gì ta? Chị tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nó mới mở đây nữa. Ừ, mà cũng được mấy tháng rồi đó. Chắc đổi chỗ. Bây giờ này nó khoái cá. Nó ăn cá, đúng rồi. Nó ăn cá thịt bò. Dạ, cá làm đi. Cá. Nó chắc cho nó. Tổng thịt cá đó. Ăn cá cho mình à? Bà ba. Dạ. Đi, cá thịt bò nè. Đâu được con. Tôm này đâu đó. Nhảy mà không. Vậy là mà té đó. Để con mẹ đi, mẹ chén. Con muốn ngồi nữa không? Cái tôm này á, mẹ ăn á, có mùi. Không hả? Okay. Mùi rong. Mùi rong hả? Cái này tôm càng mà. Tao biết. Nó có cái mùi. Cái mùi nó khác mùi tôm bình thường. Cái thân hình nó chắc quá. Nó quá chắc cứng. Không, à, mà nó ngọt hơn cái tôm kia. Đúng rồi chị, đúng rồi cô. Ừ, nó ngọt. Còn tôm kia nó không có ngọt. Ngon quá. Nãy giờ gắt không mà chưa ăn. Ăn nó rất là chắc luôn. Thấy cái mùi lượng ngọt này à. Rồi cho anh ăn tâm nào. Không còn này hả? Rất là chắc. Người ta đang nói con tâm này. Thôi thầy, tâm nhìn qua nó. Anh nói cái con nó rất là chắc. Thấy không? Nó rất là chắc. Nhưng mà em hỏi anh ăn con gì thì nó ăn con này. Anh này thì bây giờ mình nói, ổng đang nói về cái con hàng. Không, anh nói cái con đó rất là con nó bữa hổm ăn gì nhưng mà. Ờ à, đúng rồi, có ăn thôi phải không? Dạ. Ngon ghê, hấp nước dừa. Đây. Đây ngon ha. Cái cá ngon. Cho nó. Cái gà bỏ vô nào ha. Bỏ bỏ vô á. Bỏ gì chín nè. Cho ra rồi, nó bỏ nè. Cá nè. Thì chấm miếng nước mắm. Xả ớt. Mình như hôm qua nay, ồ hình như có tháng này tháng du lịch mà. Đâm ra nhiều người tới thăm mình đúng không? À. Yeah. Và này có mấy người tới tiệm thăm luôn. Chụp hình với mẹ chịu view luôn. Ồ. Con nghiệp bữa cũng có một cô đó. Vì này còn có không ăn cá. Con thích cái kênh đó ăn. Con muốn ăn. Ok. Ờ có nè, mẹ có bún. Con bún với ba nha. Đây mẹ lấy ngồi. Không phải ngồi đây để không có lẩu bò. Lẩu bò của mẹ rất là ngon. Cái chén đó của bò. Ừ, được rồi. Ngon ngon. Mẹ phải làm nước lẩu bò. Cái chén của con ba ăn rồi. Cái đưa bò mà cô mua cái đó ngon của cô. Ok ok. Của Trúc Linh nè, của Trúc Linh bên này nè. Trúc Linh. Mẹ lấy bún với tương cho Trúc Linh nha. Có muốn thịt màu đỏ không? Mẹ có thịt màu đỏ nữa nè. Cái nước đâu có cay. Dạ không có cay. Không có cay. Mà nó chưa có cốt xong chưa? Rồi. Quy nào ăn đi con. Thật cảm còn nhiều lắm kìa. Phải nhắm hết đó. Thôi rồi hả? Thôi rồi. Tại sao no? Tại vì nó đã uống một ly bự cái bá kia. Ủa vậy đừng có uống nữa. Ly của tao đâu? Mốt đi xuống đòn là phải mua cái ly đó nha. Ở dưới lầu á. Phải chụp tấm hình lại. Ồ nó ngay cái menu ngay cửa luôn á. Có đầu bắp này nha. Chính rồi. Trời mẹ cái này ra. Hồi nãy giờ cái mâm ra bên đây không đụng luôn nè Thanh. Bà nói rồi thì đừng có lấy ra. Ngồi. Thôi mẹ ăn đi con có rồi. Nè. Ăn u à. Ăn con biết. Ăn cũng giống. Ăn cũng giống nữa thiệt luôn á. Con lạnh quá. Thôi ăn cũng lạnh quá. Trời ơi. Mấy bà lạnh vô không? Nóng quá à. Răng cỏ đầu nha.
Xong mực đúng mực. Nghe mày mực. Tao kêu mày đừng có múc nữa bà Thanh. Ôi vậy hả? Ừ. Ừ. Để mày phát ra đâu biết đâu. Ok nha. Để đó. Tao lạnh rồi. Sao lạnh rồi? À, thì Thanh nóng bệnh. Chết luôn à. Chị okay. Bệnh không? Dạ. Chị bệnh giỏi quá. Nice. Quá trời trời. Quá xá đã luôn. Không ừ, thôi à. Hình như cái... Sao? Để đó, ba dùng cũng được không? Để ba ăn không? Cái nước lèo này nó bọc ra luôn á hả? Mày chín rồi không vậy? Ừ, ừ. Chín rồi. Ôi, mày nấu con lộn nó lạnh rồi. Đúng rồi, nó lạnh luôn rồi. Còn muốn tiếp bỏ đường với hành chè luôn anh vậy. Ừ. Hai ngày mà 500 sắp rồi kìa. Ừ. À, với mẹ mở một cái kênh bữa đó, mở cái kênh là nấu ăn á. À, 500 sub rồi đó Thanh, có 2 ngày thôi đó. Mẹ ghê chưa? Bởi vì mẹ là coi như vậy Thanh. Mẹ làm lỗ bò. Nhiều món lắm. Lỗ bò. Nhiều món cần đề nghị. Lỗ bò hả Thanh? Ủa 500 sub là 500 ngàn hả chị? Không, 500 người thôi. Ồ 500 người. Mới có 2 ngày mà 500 người nhảy vô sub rồi nè. Ồ. Wow. Lỗ bò. Lỗ bò. Lòng bò, lòng bò. Ừ. Quan trọng là cái nước thích ăn lòng bò. Cái nước đó không? Cái nước. Ừ. Lòng bò chủ yếu cái lòng đó mẹ, khoái ăn cái lòng thôi. Mấy cái nó luộc riêng luôn. Mẹ sẽ đăng chắc món nhậu ha. Lẩu dê là nó ngon món nhậu. Ừ. Mẹ thích lẩu dê hả? Dê đi nhà tiệm gọi có nhà có dê sẵn rồi kìa. Thả bé ăn dê. Thanh, đúng rồi đó, mày nấu cà ri dê được hơn. Cà ri dê. Anh cũng tên nè. Ờ, không ăn tên. Thù, ba cũng ăn. Chê gì? Thôi, bị thất vọng. Chê con tên. Có ghẹ vô con. Ghẹ con vô con tên. Ghẹ con. Dớt hết ghẹ chín đi. Bỏ ghẹ cho sống vô bên này nè. Thôi ghẹ nó bộn nha. Đó, 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 dớt cái đó ra đi. Chê con tên mình ăn con ghẹ. Ừ, ăn hết ghẹ đi. Ghẹ ngon hơn nhiều. Ghẹ. Ghẹ quá không? Con ghẹ. Ghẹ. Không biết được. Con ghẹ bị lợn. Thôi thì Việt Nam cũng gọi con ghẹ là con ghẹ luôn. Nhưng mà không phải nói không được, không nói luôn là ghẹ. Ghẹ. Cái chữ ấy, cái lưỡi không nói được. Ghẹ. Đó, ghẹ luôn mà. Càng lạ nó là ghẹ. Ờ, ghẹ. Ghẹ. Con gái. Em kêu lông nhỏ không được nữa, thiệt chứ. Nói chứ ẹ được không? Ẹ. 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 Xin thông báo là lỏng hết rồi nha. Gì bây giờ chỉ còn dao thôi đó. Dao. Ừ, dao dạ dao mới ngon nè. Dao ngon. Dao dao thay phiên. Mà cái mùa cuối cùng luôn. Dao nè mẹ. Mẹ. Nè, nãy giờ là ngon đi. Ừ, sao bữa nay gì ăn dao thấy nó ngon nha. Ít ít thì ăn mới ngon. Không phải đâu, chứ tại cái nước nó thấm. Cái nước bây giờ. Con ơi. Gớm quá. Nó không chưa con ơi. Thôi mày hấp nước đi. Con tôm mày nó hiếu queo, hiếu mò luôn. Có nói rồi để Thanh đi đâu chơi trên clip được không? Được. Có rồi biết cả luôn. Biết à. San Juan. Puerto Rico hả Thanh? Puerto Rico chơi. Puerto Rico. Puerto Rico. Bạn nhớ ăn bánh mì. Tức là bạn có gì đặc biệt mà đi qua bên đó? Puerto Rico. Không, đi theo du lịch đó. Bên Thanh cái đảo. Nó là cái đảo. Biển. Cái biển nó là hòn đảo. Thành bữa anh đi Cancun, Dominica, Nha Trang gì đó. Không khác gì. Đây là xứ nóng luôn nha. Đây là xứ nóng. Xứ nóng quanh năm luôn. Hiện tại là 90 mấy độ. Wow. Bạn đi du lịch của bạn. Mình đem theo đúng 7 cái đầm.
Trời ơi, dễ sợ. Mày phải đeo một cái đầm mùa đông nữa nha, chưa để mày quành vậy này. Bộ đồ ấm rồi, mùa đông à, thôi. Đừng có đây bận lộn đồ nghe bà. Đúng 7 cái đầm này, không đem gì hết. 7 cái đầm, 7 ngày. 7 ngày. Còn một bộ đồ mùa đông để cho mình về đây. Về đây. Đó. Không là đồ ngủ không đem. Happy birthday. Thank you. Có bị hơi bị lạc không nhỉ? À. Trời, bệnh cứ nóng lắm, Thành Thành nó kêu mình nóng muốn lắm. Bạn chơi. Để nó nghe cái đảo anh. Nghe cái đảo anh muốn cái resort, cái khách sạn. Đi du lịch luôn mà, nghe khu du lịch luôn mà. Thanks buddy. Thanks buddy. Mà nó nói tiếng Anh, rồi nó xài tiền đô, nó mệt luôn. Mà chi phí không biết có rẻ không ha, rẻ hơn bên Mỹ không? Mọi nghĩ chắc cũng rẻ. Rẻ hơn chị. Rẻ hơn đúng không? Shop đi rẻ hơn. Đây ngồi không? Mời anh đây. Ồ, xin chúc mừng. Lên đây ngồi, lên đây ngồi. Lên ngồi, lên ngồi, ngồi quay chúc mừng. Đi xè xè. Sao hình ông nghe? Trời, cái máy chúc lên, nhớ nhắc đó đi cho cá. Mày với Thanh đi chơi kìa, ôm với Thanh miếng hay. Cho cá ăn, em cho. Con thưa được. Con thưa được. Con thưa được. Con gì nữa, con thứ ba là con gì? Con gì trên đó? Win à. Con gì mà chúc Linh thù nó hoài đó? Con mèo. Con cá, con thơ rồi em con mèo. Em quên nè. Anh Na, em chúc Linh. Chúc Linh nha. Đó phải ghi từ giấy nha, chấm chữ. Linh, chúc Linh, chúc Linh, chúc Linh. Đi đâu vừa cũng thấy mà con quên ghi mực đỏ, mực đen. Mày phải đi bằng viết lông á Thanh. Viết lông. Kì đó, cái trường nhỏ hơi chìm. Không lấy được. Vậy là mèo làm viên nè, còn cá thì không. Anh Na, mèo buổi sáng là anh. Tại vì viên nè nó ngủ, nó đi học, nó không làm được. Sáng, anh chở em xong. Anh Lin nó, anh xúc nó, mà cho nó. Chúc mấy con ơi, đừng hồn quá. Buổi tối có viên nè. Yên tâm đi anh, đi từng về có quà, yên tâm mẹ. Nhiều không nha, cái này hay lắm nha chị. Họ nhai, họ nhổ lên mấy cái xương không á chị. Họ nhai, họ nuốt rồi nhổ mấy cái xương la hay. Không biết sao mấy ông la ăn mấy cái đó hay thiệt. Cái đó không có em. Ăn gì? Cái mấy con ghẹ. Đang đựng sữa. Ăn mấy con ghẹ. Mấy con ghẹ. Ghẹ. Ghẹ mà nhai mà xong rồi phải nhả ra hả? Anh con gái nhai nhả ra vậy đó. Thằng V cái này nè, ổng nhai hết nhai. Họ chỉ nhổ ra mấy cái bộ xương như vậy. Có thể chứ sao mà nó nhai. Không, không nhai giống làm con gái của mấy ông. Bởi vì nó nhai lỗ sao hay quá vậy trời. Mấy ông nội này, dân làm biển trời, hay thiệt chứ. Làm gái mấy anh chả nhai. Con gái nào mà làm gái ổng. Bởi vậy rồi nhả ra mấy cái bộ xương. Thôi đây. Thôi đây. Thôi đây. Không rồi nó ơi. Đây, mẹ thấy bữa nay buổi chèo tới phút cuối không hả? Nô nay nào lẩu ngon thiệt mà. Ngon. Mà nó vừa đủ luôn nha. Bên đây nè. Mà cái nước nó ngon lắm. Không, nó ngon giờ mấy con ghẻ Thanh. Đúng rồi, cái này nè. Cái nước nó ngọt á, giờ mấy con ghẻ. Đúng rồi. Tính sáng luôn, nó thơm dễ thật. Chả bị con mà thôi. Chờ bộ người ta vô sinh mai nữa, ta còn hướng xuống người ta đẹp dẹp như nữa chứ. Có gì đâu ăn, bánh thôi. Cà phê rồi. Thế nào mẹ cũng sẽ thấy hai ly cà phê nóng trên ta trong Facebook. Con nhìn là con biết. Không có hai ly cà phê nóng, anh cười á. Giờ đó mà làm gì có cà phê nóng. Sao có. Cho anh hai cái machine tự làm đó, nữa. Em nhớ là có. Không, tôi nghĩ không, thằng con nghĩ 5 giờ nó mới mở cửa. Nhưng mà nếu mà em đi cái gì đó, cái đó thuộc về international cho nên international là cho có. Nên anh nghĩ là có. Local thì sẽ không, nhưng mà international có thể có. Như vậy nó bị cái vụ dịch nó đẹp, có thể nó đóng. Thấy chuyện lạ không? Ăn ghẹ luôn. Nó thích ghẹ mà vậy. Ta có răng rồi phải không? Người ta có răng rồi mà. Ngày xưa người ta không có răng, nó khét. Không, bữa nay nước ngon quá. Ừ, còn miếng rau thử vô phải không? Ngon. Ngon. Đồ nay nồi lẩu ăn hết luôn trời. Được, ăn lửa cho mẹ ơi. Không, ta lửa trả lẹ. Thôi mẹ được.
Cho bé thăm rửa con. Trời ơi, con nghẹ đây quá trời, mẹ ăn mới ăn hết vậy. Con chi nữa ba. Ôi, mẹ em ăn nghẹ. Mẹ, gặp mặt. Con rồi bạn. Đi đó. Ăn đây cho từ từ. Ăn đây ngồi ăn từ từ. Ừ, ngồi ăn đi. Ăn từ từ. Thấy nó đi chơi mẹ cũng nôn nè. Rồi đi chơi vui chứ. Nhưng mà biết sao người ta đi có con cái theo nó khỏe lắm ông ơi. Bây giờ đi nè, kéo hai tưởng tượng đi, kéo hai và lên mỗi đứa một cái. Ừ. Bắt đầu cầm ly cà phê, cầm ly cà phê ngồi gấp ngực tịch. Đó. Để cà báo và đọc ngược. Đọc tức rồi. Để cầm ly cà phê, lấy cà báo và đọc ngược. Em muốn bị bất hứng không? Anh đòi đi cái xong nó tự nhiên bảo bỏ hết hang mà. Nó đọc thân đi đâu nó sướng à. Giờ mình đi ha, bà chúc lên mẹ ơi, con đái, con ỉa, con buồn ngủ, con đói bụng, con muốn sữa. Trời ơi, bây giờ đi thử Covid mà một ngày có kết quả, không có chỗ nào có. Đi đâu quá hả? Đâu quá. Mà một ngày có kết quả, trời ơi. 200 mấy, 100 mấy. Cái chỗ của mình đi thử đó. Không, cái đó đâu được, đâu có đâu. Không có được một ngày chỗ, không có được một ngày. Cái chỗ mọi đi thử đọt đó là 48-96 tiếng. Chỗ mình đi một ngày mà. Ủa sao mày được vậy? Đâu con chứa được. Sớm nhất là ngày hôm sau, nhưng mà nó giờ khó rồi, giờ khác rồi. Trước mình kêu mình đi thử là khác thì khác, thì sao mình biết? Cái Covid đó là khác, còn cái này là nó khác cái khác nữa. Nó khác cái gì PCR, còn nó khác cái gì cũng khác. Khác cái con này còn khác, cho nó lâu hơn nữa. Bữa đi xưa nó khác. Ủa nhưng mà chưa thử thôi à? Thử rồi, thử mà chưa rồi, có kết quả. Anh chưa nào biết. Nhưng mà giờ nó cho nó ngoài sao? 48 tiếng anh tới nơi anh có thể thử ngay cái chỗ đó. Nó cũng không thể nào bắt buộc là được chưa? Nhưng mà mình có cái tờ giấy chứng minh mình có đi thử mà thật chưa có kết quả không? Nó có cái giấy đó không? Không, không có. Giờ đi máy bay quả quá. Không có. Đợi nữa không thôi. Chúc anh ơi, con tới xem máy bay cô chú của con. Con này, con này. 1, 2, 3, vô. Máy bay con xem miếng đâu cho con. Con chúc các bạn ngày vui vẻ. Bạn phúc con trời như đêm và con chỉ yêu. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn. Bà cho quà cho con. Đang ngồi nói chuyện hàng quạt. Dạ. I know you sure. Rồi, rồi con xin 1, 2, 3 cho ba đi. B-A-S-T-E-P-A-L-L. Biết đọc chữ cái thấy chưa? Đúng rồi, con giỏi lắm. Rồi, rồi, xin đếm 1, 2, 3 cho ba. 1, 2, 3, Rồi, cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Và đồng thời Happy New Year luôn. Chưa tới mang. Thì có, mọi người coi cái clip mình là sẽ là New Year rồi.